Kính chào khán giả, chúc khán giả một buổi chiều Chủ nhật tốt lành. Em có mặt tại đò xã Sơn Đông, ngoài đò Giàm Kỳ Hôn vào ngày 20 tháng 10, ngày Chủ nhật. Ôi, rất là nhiều khách qua lại trên đò, ra đông tuyệt vời luôn. Đò đông kín người luôn, chạy tới lượng khách lên đông kín đò luôn ạ. Khán giả cùng xem nè. Nước thì lớn, ở dưới sông xà lan chạy rất là đẹp. Rồi, đò quá đông rồi, không cho lên nữa rồi. Xà lan chạy trên sông rất là đẹp. Một chiếc đò đang chờ xà lan chạy ngang để mà qua bên bến mấy bến bên mé kia là của thành phố Mỹ Tho. Khung cảnh rất là đẹp tuyệt vời. Nước lớn. Qua bên kia đò đông, đò đông. À, nước lớn nữa nha, nước càng ngày càng lớn nữa ghê chứ. Nước càng ngày càng lớn luôn. Em tưởng nó càng ngày càng rộng chứ bây giờ càng ngày càng lớn luôn, nước nó tràn vào bờ. Chiếc xà lan hầm chúng chở cát chạy lún xuống dưới dòng sông, nhìn rất là nhỏ luôn nhưng mà lượng cát chở rất là thẳm luôn á. Đây là những chiếc xà lan cát. Giờ này tối rồi, xà lan bắt đầu bật đèn tín đèn báo hết nè.
Chiếc xà lan to cũng màu xám à, chiếc này của Sài Gòn à. Chiếc chợ màu xám à. Lượng khách bên Sơn Đông chợ đò đến vào Mỹ Tho nè, ủ đông ở khán giả nè.